Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Thiên Phước. Kính thưa quý ni sư, kính thưa quý Phật tử thân mến, để bắt đầu buổi pháp thoại sáng hôm nay, lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của ni sư và xin gửi đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chúc vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử thân mến, là một người tại gia cư sĩ, chắc chắn trong cuộc sống đời thường quý vị còn phải lo cơm áo gạo tiền. Bên cạnh đó hướng tâm tu học Phật Pháp, cũng mong muốn rằng mình có được sự lợi ích an vui, phải không quý vị? Dạ. Với cái tâm nguyện này thì trong bài kinh tập A Hàm, bài kinh số 91 có ghi lại câu chuyện: bấy giờ Đức Thế Tôn Ngài ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, thành Xá Vệ, thì có một vị Bà La Môn tên gọi là Uất Xà Ca đến hỏi Đức Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, là một người tại gia cư sĩ như chúng con, sống như thế nào để được lợi ích an lạc? Thì Đức Phật nương vào câu hỏi đó đã chỉ dạy có bốn pháp để kiến tạo cho người cư sĩ tại gia sống lợi ích ngay trong hiện tại, an lạc ngay trong hiện tại. Và bốn pháp đó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời dạy của Đức Phật trong bài kinh này và được con xin mạn phép chia sẻ cùng quý vị qua chủ đề tại gia sống thế nào lợi ích an vui. Tại gia cư sĩ nhưng phát tâm tu học Phật Pháp, sống như thế nào để lợi ích an vui? Bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta có bốn pháp để người tại gia cư sĩ kiến tạo cho mình một đời sống lợi ích ngay trong hiện tại, an vui ngay trong hiện tại. Đó là bốn pháp gì? Thứ nhất, phương tiện đầy đủ. Thứ hai, thủ hộ đầy đủ. Thứ ba, thiện tri thức đầy đủ. Và thứ tư, chánh mạng đầy đủ. Vậy thì thế nào gọi là phương tiện đầy đủ? Qua lời Phật dạy đối với Bà La Môn Uất Xà Ca trong bài kinh tập A Hàm số 91 này, Ngài dạy người cư sĩ tại gia, quý vị phải có phương tiện đầy đủ. Và phương tiện đó chính là phương tiện nghề nghiệp nuôi sống bản thân của mình bằng những nghề nghiệp kỹ xảo. Ví dụ như sĩ nông công thương là bốn thành phần trong xã hội. Chúng ta làm bất cứ một ngành nghề nào thì quý vị còn cần phải có sự siêng năng, nỗ lực, chuyên cần để phát triển tay nghề của mình. Nếu mà quý vị có được cái pháp này, quý vị sẽ đem lại cho mình lợi ích ngay trong hiện tại và sự an vui sẽ có mặt ngay trong hiện tại. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta phải có phương tiện đầy đủ, phương tiện nuôi thân mình bằng một nghề nghiệp lương thiện chánh đáng, dựa vào cái kỹ năng của chính mình. Chúng ta phải mỗi ngày siêng năng, chuyên cần, nỗ lực để phát triển tay nghề, để cho cái nghề nghiệp làm ăn của mình á, mỗi ngày một tăng trưởng phát đạt bằng sự siêng năng, chuyên cần, nỗ lực của quý vị. Ở đây sách Nho cũng có dạy như thế này nè quý vị: nhất nhật chi kế tại ư dần, nhất niên chi kế tại ư xuân, xuân nhật bất canh thu vô sở vọng, nhất thiên chi kế tại ư cần. Kế hoạch làm việc của một ngày chúng ta phải bắt đầu từ giờ dần.
giờ dần là 4 giờ sáng quý vị phải thức dậy để bắt đầu cho công việc một ngày làm việc. Phải không quý vị? Phải thức dậy sớm như vậy, 4-5 giờ sáng phải thức dậy. Rồi kế hoạch làm việc của một năm thì chúng ta phải bắt đầu từ một mùa xuân. Đầu năm là quý vị phải lo canh tác rồi. Nếu mà mùa xuân không cày cấy, không gieo giống thì làm gì có cơ hội gặt hái vào mùa thu. Và kế hoạch làm việc của một đời người nó gói gọn trong một chữ, đó là cần, là chuyên cần, là siêng năng, là nỗ lực. Đối với việc làm bất cứ một ngành nghề nào mà chúng ta không có được siêng năng, lười biếng, giải đãi, không phát huy được cái kỹ năng làm việc của mình, qua cái nghề nghiệp nào cũng vậy, quý vị siêng năng để phát triển tay nghề của mình thì sau này quý vị sẽ thành tựu. Không phải nói sau này mà ngay trong cuộc sống quý vị sẽ thành tựu nhờ sự nỗ lực chuyên cần cố gắng đó. Cho nên quý Phật tử hãy thực hiện đúng theo lời Phật dạy. Cái pháp thứ nhất sẽ đem lại cho quý vị một đời sống lợi ích, an lạc bằng phương tiện nuôi thân của mình. Quý vị phải chọn một nghề nghiệp lương thiện, chính đáng và tránh xa những nghề nghiệp như sau. Thứ nhất, không được chọn cái nghề mà làm tổn hại sinh mạng của chúng sanh, tức là không chọn cái nghề đồ tể, mua sống bán chết, nghe quý vị. Và chúng ta tránh xa cái nghề thứ hai là cái nghề buôn bán rượu, không có làm cái nghề này. Và không buôn bán rượu cũng như không tự tay của mình trao chén rượu cho người. Trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới nói, người nào tự tay của mình trao chén rượu cho người sẽ mang ác báo 500 đời không tay đó quý vị. Mà 500 đời không tay ở đây có nghĩa là làm những loài dung trùng, nó không có tay quý vị ơi, mà phải 500 đời như vậy. Đó là lời Phật dạy trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Con chia sẻ với quý vị qua những gì Đức Phật dạy, không có phải hăm dọa, hù dọa mình đâu. Cho nên chúng ta chọn một nghề nghiệp lương thiện bằng khả năng của mình. Quý vị làm nghề nông nghiệp nè, hoặc là quý vị làm thương nhân mua bán nè, hoặc là quý vị đi dạy học nè, hoặc bất cứ một ngành nghề nào, công nghệ, xã hội, cái nào cũng được. Nhưng mà quý vị phải có sự siêng năng, nỗ lực, chuyên cần, và những nghề nghiệp đó phải dựa trên tinh thần đạo đức, nghe quý vị, lương thiện, đừng làm tổn hại bất kỳ một chúng sanh nào quý vị ơi. Tiền của tài sản chúng ta tạo ra thì lo cho gia đình, phục vụ cho xã hội, nhưng mà cái nghiệp mình tạo là mình chịu hết nào quý vị. Do đó chúng ta phải chọn một cái phương tiện đầy đủ, ở đây có nghĩa là phương tiện nghề nghiệp làm ăn để nuôi sống bản thân, để giúp đỡ gia đình, để phục vụ cho xã hội, phải dựa trên tiêu chuẩn đạo đức, và phải đặc biệt là phải có sự chuyên cần, nỗ lực, siêng năng, không thể nào lười biếng giải đãi được. Con đọc cái câu chuyện này, đọc xong rồi ngẫm nghĩ mình thấy mắc cười. Mà mắc cười xong rồi mình thấy người ta gửi gắm câu chuyện này nó cũng có đạo lý. Bởi vì trên đời này có nhiều người á, muốn cho có tiền, có bạc, nhưng mà ngồi không đó, muốn cho đồng tiền nó đi đến tay của mình, thì đó là điều không thể được. Không có cái gì mà nó ngẫu nhiên, tự nhiên hết. Trong câu chuyện người ta kể lại là có một con mèo mung nọ. Mèo mung là mèo đen, nó làm biến gì mà kinh khủng luôn. Gia chủ này nuôi nó trong một căn nhà, vậy mà tối ngày nó không có tự đi kiếm ăn nha. Nó nằm đó, nó nằm đó rồi cái nó suy nghĩ như sao? Bây giờ nếu mà tự động ở đâu đó, tự động ở đâu á mà có cái thực phẩm, thức ăn đưa lại tới cái miệng của mình thì mình mới thả ra mà mình nhai, chứ không chịu đi tìm nữa. Mà con mèo này thì nguyên do là trước đây là một người chuyên gia đi lừa đảo người ta, chiếm hữu, chiếm đoạt, chiếm dụng tài sản của người ta, gạt gẫm người ta, vay nợ người ta,
và với lời hứa hẹn là sẽ trả lại sau này để làm vốn mua bán làm ăn. Nhưng mà không ngờ sau khi vay nợ người ta xong rồi đó quý vị, thì cái người đó quỵt, không trả, còn nói ngang nữa chứ, nói ngang nói ngược. Người ta đi thưa đi kiện, đến nơi mà quan ta xử kiện thì cái ông này cũng chó bay bay, tại vì khi mượn không có giấy tờ gì hết trơn. Vì tình nghĩa bạn bè người ta cho mượn, rốt cuộc lại ông giật giật dọc của người ta mà còn nói ngang nói ngược. Và ông còn thề độc nha, ông nói tôi mà có vay có mượn của người đó hả, cho tôi chết, tôi làm con thú vật chứ không làm con người. Thề thốt vậy nha, tưởng là thề suông có thể gạt gẫm giật dọc người ta được, ai ngờ đâu sau khi ông chết, cái Diêm La Vương mới nói ngươi ở trần gian, ngươi gạt gẫm lừa đảo quá nhiều, mắc nợ người ta quá nhiều, ta cho ngươi tái sanh trở lại làm trâu làm bò làm ngựa để trả nợ cho người ta. Người này mới giơ tay lên và phát biểu: xin Diêm La Vương đừng cho con làm trâu làm bò làm lừa làm ngựa, cực khổ dữ lắm, con không có làm nổi đâu, cho con làm con vật khác đi, con nào cũng được nhưng mà trừ trâu bò lừa ngựa ra. Diêm La Vương nói ngươi xuống đây rồi ngươi còn kỳ kèo kiểu đó nữa hả, còn đòi hỏi kêu ca kiểu đó không có đâu. Nếu mà ngươi không chịu làm trâu làm bò làm lừa làm ngựa thì cho ta cho ngươi làm chó giữ nhà. Kẻ kia mới nói con không có chịu làm chó giữ nhà đâu, làm chó cực khổ, thức khuya dậy sớm ăn cơm thừa canh cặn, không, con không chịu làm chó giữ nhà đâu, cho con tái sanh trở lại làm cha đi, làm cha cái ông chủ nhà đó. Diêm La Vương mới đập bàn mới nói ngươi nghĩ thì sao vậy, cái đạo lý ở chỗ nào, ngươi mắc nợ người ta, ngươi lừa đảo giật dọc chiếm đoạt tài sản của người ta, ngươi chết đi rồi ngươi xuống đây ngươi còn đòi làm cha người ta hả, cái đạo lý ở chỗ nào. Kẻ kia mới nói như thế này: nếu mà cho con làm trâu làm bò làm lừa làm ngựa cao lắm là thọ mạng của nó 20 năm, hơn chút xíu, không có lâu được đâu, sao trả hết số nợ đó, cho con làm cha chủ nợ đi, vì chỉ có cha mẹ mới có thể lo cho con cả cuộc đời này, hy sinh lo lắng nuôi con mà không bao giờ mong cầu đền trả, chỉ có làm cha làm mẹ thì mới có thể trả hết số nợ này. Cha mẹ già 100 tuổi tóc xương, lo con 80 năm trường chưa yên, biển tình giàu dạt vô biên, đến khi nhắm mắt quy tiên vẫn còn. Có phải vậy không quý vị? Diêm La Vương nghe xong rồi cái nói thằng này nó nói có lý nha, làm cha mới có thể trả hết nợ. Vậy thì quý vị suy gẫm cái đạo lý mà trong câu chuyện này nói, chỉ có làm cha làm mẹ mới trả nợ được, phải không? Nhưng mà Diêm La Vương nói cho ngươi làm cha làm người chưa được đâu, tại vì ngươi có lòng gian xảo và còn thề thốt rằng tôi mà có vay nợ cái người đó cho tôi làm thú vật thì phải cho ngươi làm kiếp làm thú vật, rồi sau đó cái dư báo còn sót lại mới làm người làm cha các ông chủ nợ để trả nợ người ta. Còn bây giờ cho ngươi làm thú vật mà ta cho ngươi làm con mèo. Cái người kia mới nói sao: muôn tâu Diêm La Vương, nếu mà ngài cho con làm thú làm mèo cũng được, nhưng mà cho con làm con mèo muôn đi. Diêm La Vương mới hỏi: ủa chi vậy, ý gì mà ngươi xin làm con mèo muôn? Thì gã kia mới trả lời: muôn tâu Diêm La Vương, cho con làm con mèo muôn để con nằm trong bóng tối vậy đó, con chuột nó không có thấy, rồi nó chạy ngang rồi sẵn đó đất nó luôn, khỏi đi tìm. Làm biến cỡ đó, thấy không quý vị, làm biến cái cỡ đó đó, làm con vật rồi mà chưa sợ mà còn nói đòi hỏi kỳ kèo, cho con làm con mèo mung đi, hỏi chi vậy, cái ý gì làm con mèo mung? Bởi vì lũi trong bóng tối á, mình mấy đen thui à, cho nên chuột nó đâu thấy đường. Còn nếu mà cho làm con mèo trắng hoặc là con mèo màu á, thì ban đêm nó vẫn còn dạ ánh sáng ra nó thấy. Còn con mèo mung
nó hòa đồng cùng bóng tối, không có thấy được, chuột nó chạy ngang sẵn ngay cái miệng đớp luôn, khỏi đi tìm chi cho nó mệt, làm biến cái cỡ đó đó. Thưa quý vị, mình nghe xong câu chuyện, đọc xong câu chuyện mình mắc cười, không biết người mà viết câu chuyện này người ta ngụ ý gửi gắm điều gì, nhưng mà mình cũng nghĩ ra và hiểu được chút đỉnh, phải không quý vị? Người ta gửi gắm cho mình trong câu chuyện đó, nói rằng một cái người lười biếng giải đãi mà chuyên gia đi lừa đảo giật dọc chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng tài sản của người, nếu mà không trả đời này đời sau cũng trả à quý vị ơi. Cho nên người cư sĩ tại gia, chúng ta sống một đời sống đạo đức bằng phương tiện nuôi sống bản thân của mình, chúng ta phải có một nghề nghiệp chính đáng, và nghề nghiệp đó nó phải hợp với kỹ năng của mình nữa. Và quý vị phải phát triển cái ngành nghề của mình bằng sự chuyên cần nỗ lực, sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho quý vị và góp phần xây dựng một đời sống an vui cho người cư sĩ tại gia. Xin hỏi quý Phật tử làm được điều này không? Quý vị nói rằng cả đời tôi cũng nhọc nhằn gian khổ dữ lắm rồi, mấy mươi năm bươn chải, bây giờ có được tài sản sự nghiệp nhà cửa ruộng đất giao hết lại cho con rồi. Nhưng mà quý vị cũng hướng dẫn, chỉ dạy, chia sẻ cho con cái của mình qua lời Phật dạy ở bài kinh này nha, để nó có thể sống, sống làm giàu, sống có đạo đức và sống đem lại lợi ích an vui thiết thực. Cái pháp thứ hai cho người cư sĩ tại gia sống đời lợi ích an vui qua tinh thần của bài kinh này, Đức Phật dạy cho Bà La Môn Uxaka, đó là thủ hộ đầy đủ. Đức Phật mới dạy như thế này, sao gọi là thủ hộ đầy đủ? Người tại gia cư sĩ bằng nghề nghiệp, bằng sự siêng năng nỗ lực chuyên cần của mình đó, mình tạo ra tiền của tài sản. Những cái tài sản tiền của chúng ta tạo ra, quý vị phải biết giữ gìn. Thủ hộ có nghĩa là giữ gìn. Giữ gìn như thế nào vậy? Đừng để cho nó rơi lọt vào trong năm nhà: nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Mà muốn cho tài sản tiền của chúng ta có thể giữ gìn, bảo quản, thủ hộ được, thì quý vị cần phải làm gì đây? Quý vị phải biết cái phương cách tạo ra nó, tạo ra đồng tiền, và cũng phải biết cách để sử dụng nó vào những chỗ chính đáng. Có phải vậy không quý vị? Và để tiền của tài sản nó không rơi lọt vào trong năm nhà đó, nếu không á, thì nó cũng trước sau sớm muộn gì trong năm cái nhà nó đó nó cũng cướp mất à. Mình không có giữ được đâu quý vị. Một là nhà lửa một trận hỏa hoạn thiêu hủy không còn, hai là nhà nước một trận hồng thủy lũ lụt sóng thần cuốn trôi hết, ba là nhà giặc bị giặc trộm cướp, bốn là nhà con gặp đứa con ăn chơi cờ bạc nhậu nhẹt xì ke ma túy, và thứ năm đó là nhà vua tịch thu, nhà nước tịch thu. Mà muốn tiền của tài sản chúng ta tạo ra không rơi lọt vào trong năm nhà đó, thì Đức Phật khuyên dạy chúng ta tạo ra nó phải bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng, và phải biết chi tiêu để tạo, chi tiêu cho bản thân mình và tích chứa cái phước. Có một hôm, một vị thiên tử ở nơi cõi trời Đao Lợi vào một buổi sáng đã thân hành đến kỳ viên Tịnh Xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trên thế gian này có một loại tài sản nào có thể giữ gìn không bao giờ bị tiêu hoại bởi năm nhà? Có không? Có loại tài sản nào mà ta có thể giữ gìn thủ hộ nó mà không bị rơi lọt vào trong năm nhà đó? Đức Phật nói có. Có một loại tài sản bất hoại, không bao giờ bị nước, lửa, giặc, con hay là du quan tịch thu. Không có, không bị rơi lọt vào đây. Đó là loại tài sản gì? Phước nước không thể cuốn trôi, phước lửa không có thể thiêu, phước giặc không có thể cướp, phước con không có thể phá hoại, phước không có du quan nào tịch thu được. Hãy tu phước và tạo phước thật nhiều. Đây là một loại tài sản
bất hoại mà chúng ta có thể thủ hộ, giữ gìn và mang theo bất cứ lúc nào. Quý vị hãy tạo cho mình rất nhiều phước báo. Mà cái phước báo của người cư sĩ tại gia có thể tạo trong đời, những cái gì quý vị tạo ra bằng công sức lao động nghề nghiệp của mình để tạo ra tiền của tài sản đó, quý vị lấy cái giả đó đổi cái thật đi quý vị, phát tâm bố thí cúng dường. Một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu, ngân hàng phước báo ta hãy gửi, lãi suất về sau mãi được thâu thôi. Trên đời này không phải ai tài giỏi đâu quý vị ơi, có tài năng nha, có sự siêng năng nỗ lực nha, nhưng mà kém phước, thiếu phước làm nhiều sạch túi, có đúng vậy không quý vị? Nó cũng có chỗ nó đi à. Làm ra tiền của tài sản bằng sự siêng năng nỗ lực chuyên cần, bằng cái kỹ năng kỹ xảo của mình tạo ra nó mà không giữ được đồng tiền quý vị ơi, nó cũng có chỗ đi à. Cho nên người ta nói tiền nó bạc dữ lắm. Nó bạc như thế nào? Nay nó ở tay người này, mai nó ở tay người khác, chúng ta khó có thể giữ gìn thủ hộ. Ở đây Đức Phật dạy cái pháp thứ hai cho người cư tịch sĩ tại gia sống hiện tại lợi ích và an vui, đó chính là thủ hộ đầy đủ. Đức Phật khuyên chúng ta muốn giữ gìn những thứ tài sản tiền của đó thì chúng ta hãy nên tu phước đi quý vị. Chỉ có phước sẽ giúp cho chúng ta thành tựu, vượt qua tất cả và làm đâu thành tựu đó, thành công đó quý vị ơi. Người mà kém phước, thiếu phước đó quý vị, đồng thời cũng gieo giống, đồng thời cũng mấy công ruộng đó cũng gieo giống nha, nhưng mà đến ngày gặt hái thì thua thiệt người ta. Còn người ta có phước rồi, người ta làm chơi, người ta vẫn ăn thiệt. Cho nên quý vị nên biết mỗi người có cái phước khác nhau, để cho mình tăng trưởng phước báo. Và cái kho tàng phước báo của mình không bao giờ bị cạn kiệt, thì đang trong lúc hưởng phước hiện đời, quý vị nên tu phước, tích phước thêm nữa nha quý vị. Đừng để cho cái tài khoản phước báo của chúng ta mỗi ngày nó cạn kiệt, bởi vì mình chỉ biết hưởng mà không có biết tạo. Bây giờ chúng ta nên tạo, tạo hoài, tạo mãi. Một việc làm phước nhỏ không có bỏ qua. Trong mùa an cư kiết hạ của chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử với tinh thần hộ trì Tam Bảo, muốn cho Phật Pháp được trường lưu, tòng lâm được hưng thạnh, ánh sáng chánh pháp được lưu truyền rộng rãi trên cõi thế gian để đem lại sự lợi ích cho chúng sanh, quý vị phát tâm cúng dường trợ duyên cho chư Tôn Đức Tăng Ni đầy đủ điều kiện an tâm tu học, tiến bước trên con đường giải thoát giác ngộ để giữ vững mạng mạch của Phật Pháp, làm với cái tâm nghĩ đến vận mệnh của Phật Pháp, nghĩ đến tương lai của Phật Pháp, của Tam Bảo, lợi lạc cho tha nhân. Cái phước đó lớn lắm quý vị. Còn chung quanh chúng ta đây, biết bao nhiêu người sau trận đại dịch khó khăn dữ lắm quý vị, khổ sở dữ lắm. Chúng ta có thể giúp được gì cho ai, quý vị cứ chia sẻ giúp đỡ. Trong lúc quý vị thực hành cái phương pháp bố thí cho đi, để ban tặng niềm vui hạnh phúc đến với tha nhân, quý vị có biết chăng đó là phương cách ta gieo mầm hạnh phúc cho mình đó quý vị. Dù rằng mình không nghĩ rằng tôi làm cái việc bố thí một ít tiền bạc vật chất này, tài vật này đem đến cho người trong lúc họ hoạn nạn, trong lúc họ khốn khổ, tôi không có nghĩ rằng tôi làm như vậy là có phước đâu, mà chỉ vì tình người, vì lòng nhân, vì sự thương xót mà tôi giúp đỡ. Vậy mà cái phước nó lại trổ rất là lớn. Phước báo nó tỷ lệ thuận với tâm lượng của chúng ta. Tài vật chúng ta đưa ra, sở hữu vật chất nó có giới hạn, nhưng mà phước báo nó lại tỷ lệ thuận với cái tâm lượng của mình. Nếu cái tâm của quý vị, sự phát tâm cho đi là gì? Lợi ích cho số đông, cho nhiều người, lợi ích cho Tam Bảo, cho Phật Pháp, cho chúng sanh, thì cái phước đó lớn dữ lắm. Con xin kể một câu chuyện. Khi Đức Phật còn tại thế đó quý vị, thì một hôm Đức Thế Tôn của chúng ta đi vào làng để khất thực, đi ngang qua trong một cái khu vườn lài nọ, có những cô gái làm thuê làm mướn đang hái hoa lài kết thành tràng cho người chủ đem đi bán.
Thì trong lúc hái hoa lài như vậy, có một cô thiếu nữ đang làm việc trong khu vườn lài, nhìn ra ở ngoài cổng có một vị sa môn đang ôm bình bát đi khất thực. Cô vừa nhìn thấy vị sa môn đó, lòng tính kính phát khởi, cho nên cô đã đem phần ăn sáng của cô, là có một cái bát cháo ăn sáng, cô mới đem ra và cô cung kính dâng lên xếp vào trong bình bát của vị sa môn đó. Và cô không biết rằng vị sa môn đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cô chỉ thấy hình bóng của vị sa môn rồi xớt bát cúng dường thôi. Thì Đức Phật khi tiếp nhận được sự phát khởi tín tâm của người thiếu nữ ấy, thì không ai xa lạ, người thiếu nữ ấy chính là Mạc Lợi phu nhân sau này. Ngài mới chúc phúc cho cô bằng cái lời như thế này: xin chúc lành cho cô, nương nơi cái phước báo cúng dường cho Như Lai hôm nay mà không bao lâu sẽ trở thành một bậc mẫu nghi trong thiên hạ. Cô nghe lời chúc lành đó thì cô nghĩ rằng đó là cái lời chúc phúc cho mình thôi, chứ không nghĩ rằng mình trở thành một bậc mẫu nghi trong thiên hạ, trong khi đó mình chỉ là một thiếu nữ quê mùa đi làm thuê, đi làm mướn, đâu có nghĩ tới đâu. Nhưng quý vị có biết không, do cái tâm chí thành cung kính và do cái sự phát tâm xả thí cho đi, dù chỉ là một bát cháo thôi, nhưng mà cái người tiếp nhận sự phát tâm cúng thí của cô đó chính là Đức Phật, một đấng toàn năng toàn giác, một đấng phước trí vẹn toàn, cho nên đem lại cái kết quả rất lớn cho cô gái này. Trong ngày ấy, buổi sáng là cô sắp bớt bát cúng dường cho Phật và được Phật chúc phúc lời lành, không bao lâu cô sẽ trở thành một bậc mẫu nghi trong thiên hạ, có mơ cũng không được đâu. Nhưng mà cô nghe xong cô rất hoan hỷ. Buổi chiều hôm đó, cũng cùng ngày đó, vua Ba Tư Nặc thân hành đi du ngoạn, mới ghé vào trong khu vườn lài, bởi vì trời hơi nóng nực, ghé vào khu vườn lài đó để ngồi nghỉ mát ngắm cảnh và nghe giọng hát của các cô thiếu nữ. Đặc biệt có cô thiếu nữ này giọng hát rất là thanh tao, thu hút nhà vua không kiềm chế được, phải lần mò đi tìm đến nơi phát ra giọng hát ấy. Và đi đến nơi thấy cô gái vừa hái hoa lài, vừa tung tăng hát rất là dễ thương dễ mến, vừa mắt vừa ý, vua Ba Tư Nặc mới tuyển vào trong cung. Thì cô gái đó không ai xa lạ, chính là cô thiếu nữ mà đã xớt bát cúng dường cho Phật hồi sáng. Buổi chiều là được nhà vua tuyển vào cung rồi. Cái phước lớn vậy đó nghe quý vị. Khi tuyển vào cung không bao lâu thì được vua Ba Tư Nặc và cho làm bậc mẫu nghi của thiên hạ, chính là Mạc Lợi hoàng hậu sau này đó quý vị ơi. Câu chuyện đó nói lên điều gì? Một người thiếu nữ quê mùa mà có mơ cũng không mơ rằng mình trở thành một bậc mẫu nghi trong thiên hạ, nhưng với cái tâm chí thành cung kính xớt bát cúng dường cho Phật, cái phước lớn quá, và nó trổ ngay trong hiện đời, đem lại lợi ích an vui ngay trong hiện đời đó quý vị ơi. Cho nên trong tất cả những việc làm phước, nhất là việc bố thí cúng dường, quý vị hãy vận dụng cái tâm và mở rộng cái tâm của mình lớn lên nha quý vị. Không phải vì chỉ mong cầu cái phước báo cho chính mình, mà làm đây vì lòng chí thành cung kính, làm đây là nghĩ đến lợi ích cho tha nhân, thì cái phước đó lớn lắm, sẽ trổ quả hiện đời luôn đó quý vị. Và con cũng kính gửi một lời khuyên, khi làm những phước báo đó, quý vị chỉ hướng tâm cầu đạo Bồ Đề đi quý vị ơi. Nếu mà chúng ta làm phước, tu phước mà chỉ cầu cái phước báo hữu lậu để hưởng trong cõi người, trong cái cõi trời, khi hưởng hết phước vẫn sanh tử luân hồi thôi quý vị. Hãy đem tất cả những phước lành chúng ta tu tạo hiện đời đó để hồi hướng đạo Bồ Đề, hồi hướng đến Phật đạo, chỉ cầu thành Phật để cứu độ chúng sanh. Con không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau,
duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm, được không quý vị? Nếu được như vậy thì không phải chỉ hưởng được lợi ích an vui hiện đời, mà quý vị đã gieo trồng cái chánh nhân xuất thế giải thoát thành Phật ở tương lai đó quý vị. Người làm được những việc đó là người đã có được sự thủ hộ đầy đủ, biết giữ gìn tài sản. Mà tài sản ở thế gian thì nó thuộc về năm nhà. Chỉ có tài sản phước báo là chúng ta có thể mang theo bất cứ lúc nào. Hãy tu phước thật nhiều nha quý vị, tích phước thật nhiều bằng những tài sản sở hữu chúng ta tạo ra, với nghề nghiệp lương thiện chánh đáng, với sự siêng năng chuyên cần nỗ lực, bằng cái kỹ xảo để phát triển ngành nghề, tạo ra tài sản tiền của đó. Chúng ta biết chia ra làm 4 phần để thọ dụng. Phần thứ nhất để chi tiêu cho việc ăn mặc hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày. Phần thứ hai, quý vị nuôi cha nuôi mẹ, bởi vì cha mẹ một đời gian khổ hy sinh nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Người ta chứa thóc, chứa lúa để phòng khi đói khát, nuôi con để lúc về già con cái chăm sóc dưỡng nuôi cha mẹ. Quý Phật tử nhớ đến cái ân đức cha mẹ một đời gian khổ nuôi ta, trong lúc cha mẹ tuổi xế chiều phải hết lòng phụng dưỡng, bằng khả năng của chính mình phải hết lòng phụng dưỡng cha và mẹ. Phần thứ ba, quý vị để dành vào những cái khoản mà mình phát triển công việc làm ăn, phải gửi vào trong cái sổ tiết kiệm để đó khi tối lửa tắt đèn cần đến. Còn phần thứ tư, Đức Phật khuyên dạy chúng ta nên gửi vào ngân hàng phước báo bằng phương cách bố thí, cúng dường, chia sẻ, ban tặng, cho đi. Nếu mà quý vị thực hiện cái phương cách đó thì quý vị sẽ giữ gìn tài sản phước báo của mình, duy trì đời sống kinh tế hàng ngày, mà phước báo càng gia tăng, làm đâu thành công đó, sống một đời sống lợi ích an vui ngay trong hiện tại. Cho nên pháp thứ hai Đức Phật gọi là thủ hộ đầy đủ, biết gìn giữ tài sản, không để cho nó rơi lọt vào trong năm nhà: nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Bằng cách nào? Bằng cách duy trì phước báo, được không quý vị? Pháp thứ ba giúp cho người tại gia cư sĩ sống một đời sống lợi ích an vui đây, Đức Phật dạy thiện tri thức đầy đủ. Nhưng mà thiện tri thức ở trong bài kinh này Đức Phật muốn đề cập đến đó là cái sự hiểu biết. Tri thức là cái sự hiểu biết một cách khéo léo để bản thân mình không sống một đời sống buông lung, không sống một đời sống dối trá, không sống một đời sống hung hiểm, mà luôn sống với một đời sống chân thật, siêng năng, luôn luôn lúc nào cũng sống một đời sống biết kiểm thúc, làm chủ và chuyển hóa thân tâm của mình hướng theo những điều thiện lành. Quý vị làm được việc này không? Làm được ha. Cái này gọi là thiện tri thức đầy đủ đó. Khéo léo để có một cái tri thức hiểu biết đúng đắn đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là tội, đâu là phước, để tránh xa những điều xấu ác tội lỗi. Và hàng ngày phải làm chủ bản thân mình, chuyển hóa bản thân mình để sống trọn lành nha quý vị. Những hành động nào mà làm tổn hại, làm đau khổ cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai là xấu ác, dừng lại liền, đừng làm nha quý vị. Những hành động nào, những lời nói nào, những suy nghĩ nào mà nó đem lại lợi ích an vui cho mình, cho người, cho số đông trong hiện tại và cả tương lai, đó là thiện lành, quý vị hãy tích cực làm. Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, dầu khó khăn phát triển hạnh lành, gìn tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rằng xưa nay. Hãy thực hành theo đây đi quý vị. Chúng ta hay đổ thừa hoàn cảnh, gia cảnh của con còn nghèo quá cô ơi, cho nên bây giờ con phải chấp nhận. Con biết cái điều đó là cái điều xấu ác, nhưng mà con chấp nhận. Có một cô Phật tử ở dưới Bạc Liêu á, cổ làm nghề nấu rượu, bán rượu. Cái cổ lên, cổ mới nói: sư cô ơi,
con á, con đứa con mà sanh ra cũng làm nghề nấu rượu bán rượu 40 năm quý vị, mà sanh ra đứa con cái nó bị đần, bị ngu đần, nó khờ dữ lắm. Cổ nghe kinh nghe pháp xong rồi cái cổ biết đây là do cái nhân mình bán rượu mà ra. Cổ nói con biết hết à, con biết cái nghề nghiệp của con là không được, là một người cư sĩ tại gia không nên bán rượu, nhưng mà đây là cái nghề mà ông cha để lại cho mình, truyền nghề lại cho mình, bao nhiêu năm mình sống bằng nghề đó, bây giờ đổi nghề sao mà đổi được, 40 năm rồi giờ sao đổi nghề được. Tuy biết rằng nó đưa đến quả báo nhưng mà vẫn chấp nhận làm, tức là chấp nhận chịu cái quả báo khổ đau. Như vậy người đó có phải là người trí hay không? Người đó chưa có đầy đủ cái sự hiểu biết sâu sắc về nhân về quả. Cho nên người có tri thức khéo, hiểu biết về nhân về quả, ở trong bài kinh này Đức Phật nói là thiện tri thức đầy đủ đó, có nghĩa là khéo léo, hiểu biết một cách khéo léo về nhân quả tội phước, để biết tránh xa những điều sai trái tội lỗi, làm chủ bản thân mình, chuyển hóa cuộc đời mình, sống trọn lành nha quý vị, không đổ thừa hoàn cảnh quý vị ơi. Sau khi con khuyên cô rồi, quý vị biết không, khuyên cô rồi cái cô nói bỏ nó tiếc dữ lắm, đây là nghề nghiệp ông cha mình truyền lại cho mình, 40 năm hành nghề nuôi sống bản thân dựng nên sự nghiệp, mà bây giờ bỏ cái nghề này đâu có được, cứ chấp vào đó mà nói là không được, không được, mà cứ than khổ hoài, cứ than buồn hoài là tại sao con của mình nó ngu ngơ, nó đần độn, nó không có hiểu biết gì hết, nói cái gì nó trơ trơ à, nó thiếu kém trí, thiếu hiểu biết, không được giống như bao nhiêu người khác. Buồn than giảng con đứa con mà vậy thì tại sao không bỏ nghề đi, không đoạn từ cái nhân, mà khi cái quả nó trổ thì than thở. Con khuyên riết trong vòng một năm mấy, cô quyết tâm chọn con đường đổi nghề. Bây giờ cô đổi nghề rồi, cô kinh doanh bất động sản và biết tu phước nữa, là mỗi ngày nó phát triển nó còn giàu hơn nữa. Mà đứa con của cô bây giờ á, nó đi học rồi nha, mà cổ nói là nó học, nó lại học giỏi nữa. Khi cổ chuyển nghề như vậy, hàng ngày cho nó nghe kinh niệm Phật, nghe pháp, bây giờ nó có sự hiểu biết đúng đắn, mà thương cha kính mẹ nữa quý vị ơi. Cổ mới nói Phật pháp nhiệm màu, lời Phật dạy là cao quý vô ngần luôn, là chiếc chìa khóa để mở cửa cho mình bước vào lâu đài hạnh phúc. Mình cầm nắm chiếc chìa khóa trong tay mà mình không chịu mở cửa để đi vào. Được nghe học chánh pháp là nắm được cái chiếc chìa khóa, không chịu mở cửa, tức là không chịu thực hành, thì làm sao có được lợi ích an vui thiết thực đây quý vị. Khi chúng ta học hiểu được lời Phật dạy, quý vị phát khởi niềm tin và tính thọ phụng hành, thì quý vị mới trải nghiệm được niềm lợi ích an lạc thiết thực thật sự giữa cõi đời này. Những gì Đức Phật dạy là những gì mà Đức Thế Tôn đã kinh nghiệm, đã trải qua, là con đường giải thoát an vui, là phương pháp chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, kiến tạo một đời sống hạnh phúc đó quý vị ơi. Nhưng mà mình có tin tưởng để thực hành theo hay không? Giống như cô này ban đầu là cổ chưa đủ lòng tin cho nên nói tiếc quá, uổng quá. Nhưng mà khi đã đầy đủ lòng tin, dứt khoát bỏ nghề quý vị, chọn cái nghề khác, bây giờ lại phát triển hơn nữa, giàu có hơn nữa, và tăng trưởng cái phước báo của mình, sống đời hạnh phúc an vui đó quý vị. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta là thiện tri thức đầy đủ, khéo léo, có được sự hiểu biết đúng đắn về nhân quả tội phước, để làm chủ chính mình và hướng mình, chuyển hóa mình, đi trên con đường thiện lành, không đổ thừa hoàn cảnh nghe quý vị. Không ai có quyền năng ban phước cho ta đâu quý vị ơi. Quý vị thường hiểu lầm rằng Phật ơi, cầu Phật gia hộ cho gia đình con làm ăn mua mai bán đắt, 1 đồng vốn 4 đồng lời. Phật ơi, con cầu Phật gia hộ cho gia đạo của con bình an, con cái trên hòa dưới thuận. Thì quý vị nói rằng Phật sẽ ban cho mình cái đó,
Nhưng Phật nói rằng Ngài không phải là thần linh thượng đế, không có quyền năng ban phước cho ai. Ngài chỉ là vị hướng đạo sư, là vị thầy dẫn đường cho mình đi. Ngài chỉ cho mình cái phương cách để kiến tạo hạnh phúc an lạc. Mà nếu chúng ta thực hành theo thì niềm vui có mặt, hạnh phúc đón chào. Còn không thực hành theo đó, ngồi đó mơ đi không có đâu. Con nói thật như vậy đó. Chứ đừng nói rằng Phật ban cho con cái này, Phật ban cho con cái kia. Ôi, con cầu Phật linh hết sức, con đi đến chùa đó, con cầu Phật linh hết sức luôn vậy. Về cái làm ăn mua mai bán đất. Rồi còn nói gì nè, Phật tử nghe quý vị mà nói gì nè. Năm nào con cũng lên ngay bà chúa xứ á, Châu Đốc á. Con vay tiền của bà cái về làm ăn khá, mùa dịch kỳ rồi á. Đâu có dám đi, không có vay tiền cái làm ăn không được. Mà nếu mà vay tiền bà chúa xứ ở Châu Đốc mà làm ăn khá thì những người ở Châu Đốc ở kế đó người ta đã làm giàu tỷ phú hết rồi. Ngày nào người ta cũng đến vay, ngày nào người ta cũng làm ăn khá thì người ta đâu có nghèo, phải không quý vị? Nhưng mà những người dân ở đó, quý vị đến đó quý vị thấy nơi đó cũng biết bao nhiêu người xin ăn, sao không vô vay tiền bà để làm giàu? Đâu mình suy ra cái đạo lý đó con. Là người Phật tử mà chúng ta không tin hiểu sâu sắc về nhân về quả, mà chúng ta lại đặt niềm tin vào chỗ đó sai lầm lắm. Cho nên con kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy tự chuyển hóa bản thân của mình, nói những lời lành, làm những việc lành, suy nghĩ những điều lành. Còn những cái gì mà xấu ác, làm tổn hại người, làm tổn hại đến tha nhân, làm đau khổ cho họ, không làm nha quý vị. Dù ai kia có ép buộc chúng ta làm thì thà chết chứ không làm. Sống một đời sống đạo đức gương mẫu, ở nơi nào chúng ta cũng đem lại hạnh phúc, an vui cho tất cả mọi người, lợi ích cho tha nhân quý vị ơi. Rồi bản thân của mình cũng vậy. Sống trong một gia đình, nếu mà quý vị có sự làm chủ chính mình, trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài êm, còn mình không có biết đạo lý nhịn nhường, cứ hơn thua tranh đua mãi, người nào cũng muốn mình hơn, không có chịu thua thiệt. Mà nếu mà hơi thua người ta, người ta nói hơn mình câu, tức ăn không ngon ngủ không yên, tìm cách trả thù. Như vậy làm sao chúng ta sống đời an vui hạnh phúc được đây? Cho nên quý Phật tử phải chuyển hóa những thói hư tật xấu, chuyển hóa tham sân si phiền não, để tự làm chủ chính mình trước mọi hoàn cảnh. Đừng tức giận khi gặp điều ngang trái, đừng tự cao khi gặt hái thành công, đừng lạnh lùng như băng tuyết mùa đông, đừng nuối tiếc những gì không còn nữa. Người biết sống cõi niết bàn mở cửa, người biết tu chuyển hóa sửa lỗi lầm, nguồn an vui xuất hiện chẳng xa xăm, chỉ ở tại nguồn tâm luôn tỉnh giác. Quý vị sống như vậy là người biết chuyển hóa sửa đổi bản thân, biết làm chủ lấy mình, biết chuyển phàm thành thánh, biết chuyển chúng sanh thành Phật, biết chuyển đổi một đời sống của phàm phu thế tục để chuyển hóa thành đời sống của một bậc hiền thiện. Được không quý vị? Làm được điều này là quý vị đã có được cái pháp thứ ba sẽ giúp cho quý vị sống đời lợi ích an vui ngay trong hiện tại. Và pháp thứ ba đó gọi là thiện tri thức đầy đủ đó. Còn giờ mình sống đời hung hiểm nha. Ai mà làm trái một cái là sân giận tức lên. Mà tức giận lên cái mình không làm chủ lấy mình là hả cơn giận xong rồi, hối tiếc, tự buồn, tự trách lấy mình. Giống như câu chuyện vậy nào quý vị. Cái chú này chú là Phật tử chứ không phải là cái người mà không biết đạo. Dành dụm được một ít tiền, năm này qua tháng nọ chú có nói với bà vợ như thế này: tôi mơ ước là mua sắm được một chiếc xe hơi 4 chỗ. Trước là khi chùa gần đó mà quý thầy có công việc gì Phật sự đó thì tình nguyện làm tài xế chở quý thầy đi Phật sự. Kế đến có chiếc xe hơi này thì cũng chở gia đình
và những người bạn đồng tu đi đến chùa, đi hành hương, đi thập tự, rất là tiện. Cái chú học bằng lái xong rồi, dành dụm đủ số tiền cái mua được chiếc xe hơi về. Khi mua được chiếc xe hơi về, cái chú thích mừng đến nỗi mà ngủ không được luôn quý vị. Cứ ngày nào cũng ra dở chiếc xe lên, trùm bằng cái áo rồi nha, mà cứ dở lên chiếc xe lên rồi lấy khăn lau, lấy khăn lau. Bữa đó mới dở chiếc xe, thấy bụi bặm cái lấy khăn lau xe. Có đứa con gái, mà đứa con gái này nó mới có 4 tuổi à. Nó chạy tới mà nó mới đi học mẫu giáo, không biết cô giáo dạy cho nó đánh vần rắc chửi gì đó, mà nó mừng quá. Cái nó lấy một cái viên gạch, nó lợi ngay cái chiếc xe hơi bóng loáng vậy, nó vẽ lên trên đó, nó đánh vần rắc chữ được gì mà nó vẽ lên trên đó. Ông này ông vừa thấy nhỏ lấy gạch vẽ lên, ông mới giận quá, cầm cái mỏ lết ông kéo đứa con gái vô, ông đưa cái bàn tay nào phá coi, cái xe mới tinh của người ta mua biết bao nhiêu tiền, mấy trăm triệu mà giờ gạch vẽ lên trên đó nát bấy chiếc xe rồi, đưa cái bàn tay nhỏ ra lấy cái mỏ lết quất đánh lên. Giận quá mà, mày phá quá, đưa bàn tay ra đập tay, ai ngờ cái mỏ lết thêm một cái, lúc giận á, không kiềm chế được cái năng lực nó mạnh á, quên một cái dập hết 10 ngón tay nhỏ luôn, dập xương đó quý vị. Rồi nhỏ khóc điếng xỉu. Bà vợ của ông từ trong nhà chạy ra thấy vậy, ẵm nhỏ chạy đi đến nơi bệnh viện thì lắc lóng ra hết, giống như bây giờ, giống như người cùi vậy đó, 10 ngón tay lắc lóng ra hết, tại vì cái xương nó bấy nhầy hết trơn rồi, còn làm gì được nữa, bó lại. Mà khi mà đập con như vậy rồi, nhỏ khóc điếng ngã xỉu, lúc đó ổng mới tỉnh hồn, sao mình làm như vậy, giờ mình làm như vậy chiếc xe có làm được đâu. Nhưng mà lúc đó không làm chủ lấy mình, giận quá, tức quá, tiếc của, đánh con như vậy. Sau đó ổng lén lén, bà vợ cũng giận ổng lắm nha, ông lén lén bà vợ ông vô trong bệnh viện, ông đứng nấp nhìn đứa con, thấy thương luôn, 10 ngón tay của nó, bàn tay của nó băng lại hết. Ông về ông hả, chịu không nổi, ông về ông dỡ chiếc xe ra, ông đá vô chiếc xe, tại mày mà tao hại con tao nè, giờ đổ thừa chiếc xe nha, không chấp nhận lỗi mình nữa mà đổ thừa, tại mày mà tao hại con tao. Có phải tại chiếc xe không quý vị? Có phải tại chiếc xe? Chiếc xe nó là vô tri vô giác mà. Mà tại sao mà ông lại, ông mở chiếc xe ra, ông đá chiếc xe, ông nói tại mày mà tao hại con tao, không chấp nhận lỗi về mình nữa. Nhưng mà do gì không làm chủ được quý vị ơi. Cho nên có những lúc, nếu mà chúng ta không biết tu tập, thiếu sự hiểu biết, xíu sự tỉnh giác một chút xíu, là trăm ngàn cửa nghiệp lại mở ra đó quý vị. Có đúng vậy không? Chỉ cần chúng ta bất giác vô minh chút xíu à, tạo không biết bao nhiêu điều tội lỗi để rồi hối hận cả đời, nuối tiếc về sau quý vị. Đó là câu chuyện xảy ra trong cuộc sống đời thường. Còn câu chuyện nữa, có cái bà này cũng là Phật tử thuần thành, nói thì hay lắm, nói cái gì cũng hay lắm, nhưng mà cũng không làm chủ lấy mình. Rồi ông chồng ông cũng biết đạo, nhưng mà bản thân mình khi đối duyên xuất cảnh rồi thì cũng vậy thôi, cũng tình phàm ý tục, cũng không đủ khả năng để kiềm chế mình. Khi gặp chướng duyên nghịch cảnh để rồi, bản thân của mình cũng phải tiếc nuối. Hai ông bà này có một đứa con trai, mà thằng con nó ôi nó quậy, nó nghịch lắm, nó quậy dữ lắm. Bữa hôm đó cô mới vừa nấu một cái nồi canh rau ngon hết sức luôn, mới vừa hái rau ngoài vườn vô còn xanh tươi vậy đó. Nấu nồi canh rau xong cô để đó, cô lo đi làm đồ kho. Thì nhỏ nó mắc tiểu, nhỏ con trai mới có 3-4 tuổi gì đó, nó mắc tiểu mà nó rắn mắt đến nỗi là để cái nồi canh mà không có đậy nắp, nó đứng nó tè trong đó quý vị. Nó tiểu trong cái nồi canh, cổ ra cổ thấy, cô lôi nhỏ cô đánh, cô nói nồi canh của người ta mới nấu rất là ngon mà nó tiểu trống còn ăn uống gì được nữa. Cô đánh thì ông chồng ông đi làm về, ông nói bà làm gì dữ vậy, bà la lối sùm, tôi thấy bà tôi mắc cỡ quá đi. Bà ơi, hai bên hàng xóm người ta nghe được dạy con gì mà la mà hét mà đánh đập để cho nhỏ khóc lóc sùm, thôi cái gì từ từ nói.
Chuyện lớn gì cũng làm cho nhỏ đi, bởi vì mình biết tu mà. Thôi đi bà, bỏ đi. Mặc cho ông khuyên can nói gì nói, bà cứ đèn nhỏ đánh túi bụi. Cái ông mới nói, tôi nói bà không nghe, bà làm gì bà làm, bà giết con bà luôn đi. Nói vậy nha, cái mệt rồi đang đói bụng. Ông vô, ông chưa có nghe bà vợ nói là lỗi của nhỏ là lỗi gì, và bà chỉ lo hét đánh nhỏ thôi. Cái ông vô đói bụng quá, ông mới bới một chén cơm, thấy cái nồi canh nóng hổi, ông mới vừa múc canh vô ăn. Mà ăn xong một chén cơm đó còn múc thêm một chén canh húp trọn luôn nữa. Xong rồi còn nói ngon nữa chứ. Nói bữa nay sao mà nồi canh nấu hơi ngọt ngọt, ngon ghê nha. Rồi cái ăn xong rồi cái ông còn thấy bà còn la hét nhỏ ở trong phòng nữa. Bà lôi vô phòng bà đánh tiếp. Cái ông mới nói bây giờ bà muốn làm sao đây? Mà muốn giết nhỏ bà mới vừa lòng hay sao? Nó phạm cái tội gì mà bà đánh nó dữ vậy? Bà vợ lúc này bà mới phân buông nghĩ coi, cái nồi canh tôi mới vừa hái rau ngoài vườn vô, xanh nó tươi vậy, tôi nấu một cái nồi canh rất là ngon luôn vậy đó, mà để đó nó tiểu trong nồi canh. Cái ông nói cái nồi canh đó nó tiểu chậm đó hả? Thì bà vợ mới nói vậy tôi mới đánh nó. Ông nói, ông vừa nghe nói xong cái ông rút cái roi trên tay của bà vợ, ông vô ông quất tiếp. Mày có biết nãy giờ tao quất hết hai chén rồi chưa? Tao đâu có biết đâu, tao còn thấy nó ngọt ngọt nữa. Mày có biết là tao ăn hết hai chén chưa? Ông quất tiếp nữa. Hồi nãy ông chưa biết sự tình gì thì ông nói cái chuyện gì lớn mình làm cho nhỏ, nhỏ quá không? Con nó còn nhỏ, nó đâu biết gì đâu. Dạy dỗ nó từ từ. Bây giờ chính ông ta là người đã ăn cái nồi canh đó. Ông giận, ông tức lên, ông quơ cái roi, ông quất tiếp nữa. Lúc này bà vợ thấy ông chồng hùng hổ đánh con, nói nãy giờ tôi đánh nhỏ gần chết rồi, bây giờ ông còn tiếp tục đánh nữa hay sao? Thì cả hai vợ chồng đều không làm chủ bản thân mình, phải không quý vị? Mình đứng ở bên ngoài thì mình nói rất hay, mình nói rất là dễ. Thôi bỏ qua đi, chuyện lớn thành nhỏ đi. Chuyện nhỏ quá không, mình là người Phật tử biết tu hiền mà, bỏ qua đi. Nhưng mà nó không có dính dáng gì đến bản thân mình thì bỏ qua rất là dễ. Thử dính một cái bỏ được không quý vị? Bỏ được không? Hai người cãi giả với nhau, thôi bỏ qua đi, mình là bạn đồng tu với nhau, bỏ qua đi. Đâu có chuyện gì quá đáng đâu. Đối với mình sanh tử mới là việc lớn hơn thua được mất, có lợi ích gì đâu. Nhưng đó là lúc không dính dáng gì mình. Thử cái bà này bà nói xấu mình mà kêu bỏ qua được không quý huynh đệ? Không. Cho nên chúng ta nói giỏi nhưng mà làm rất là dở, nói hay mà làm dở, nghe quý vị. Vì vậy mà đạo Phật của chúng ta quan trọng là sự thực hành. Nếu quý vị đem cái sự hiểu biết, khéo hiểu biết đây, thiện tri thức thuộc đầy đủ. Pháp thứ ba Đức Phật nói như vậy. Tri thức ở đây là sự hiểu biết, mà khéo léo đem cái sự hiểu biết đó mà ứng dụng để làm chủ lấy mình, để chuyển hóa lỗi lầm của mình. Trước khi chúng ta muốn nói lời gì, ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe. Lỗi mình thì sao cứ mãi giấu che, vì sao lại cứ móc khe cái lỗi người? Trước khi ta nổi giận bất bình, ta nên ngồi lại để lắng nhìn tự tâm, tự điều, tự chế nhủ thầm rằng phàm phu khó tránh lỗi lầm xưa nay với vị ơn. Hãy tạo cho mình có được cái pháp thứ ba, thiện tri thức đầy đủ nha quý vị. Tức là có sự hiểu biết đúng đắn, và bản thân mình phải làm chủ chuyển hóa thân tâm của mình hướng về thiện lành. Cái pháp thứ tư để đem lại lợi ích thiết thực, an vui cho quý vị ngay trong hiện tại, với tư cách của một người tại gia cư sĩ, đó là chánh mạng đầy đủ. Chánh mạng đầy đủ trong bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta, khi quý vị tạo ra tiền của tài sản để nuôi mạng sống của mình đó, quý vị phải biết phần chi và phần thu phải cân đối. Thu vô thì ít mà quý vị chi ra thì nhiều, đổ nợ trước sau gì cũng vướng dấp nợ nần, dở nợ thôi. Còn nếu mà bây giờ quý vị thu vô thì nhiều mà không cho chi ra, bí nó lại, bế nó lại, không cho chi ra, ăn không dám ăn, xài không dám xài, những điều đáng làm mà chúng ta không bao giờ dám chi ra để làm,
thì người ta nói mình như thế nào? Sống bo bo giữ, chết làm ma, giữ của, làm chó, giữ nhà. Có đúng vậy không quý vị? Đúng. Cho nên quý vị chánh mạng đầy đủ ở đây là nuôi mạng sống của mình bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng rồi, nhưng mà phải biết cân đối về vấn đề thu chi ở trong nhà và đối với bản thân mình. Thì con kính khuyên quý vị nên kiệm phước, tu phước và tích phước. Đối với người khi mà cần sử dụng chi vào cái khoản nào lợi ích cho tha nhân thì đừng bao giờ tiếc của quý vị. Ở thế gian có câu nói mà ông cha ta dạy cho con cháu của mình, câu nói đó chắc quý vị còn nhớ: mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn. Phải không quý vị? Mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn. Cái gì mà mình sử dụng, mình xài, mình ăn, mình chi, mình tiêu, cái đó hết quý vị ơi. Nhưng mà cái mà quý vị đem cho, đem tặng, đem giúp cho người ta, cái đó còn hoài. Tuy là về mặt vật chất nó không còn, nhưng mà còn đây là còn cái nhân nghĩa đạo đức ở đời, còn cái phước báo. Quý vị có biết tại sao, tại sao mà đến bây giờ cái tên tuổi của ông Mạnh Thường Quân vẫn còn ghi vào trong sách sử, và tên tuổi của ông Mạnh Thường Quân vẫn còn lưu truyền ở cõi nhân gian? Ai mà phát tâm làm những điều từ thiện giúp đỡ mọi người, ta nói các vị Mạnh Thường Quân. Phải không quý vị? Mạnh Thường Quân là ai? Tên ông ngày xưa đó, cái ông này ông giàu lắm mà ông có cho dai ruộng đất cò bay thận cánh cho người ta mướn, giống như là chủ đồn điền vậy đó. Mà ông cho dai nha, cho mướn đất. Nhà ông nuôi nhiều tôi tớ lắm. Lúc đó người ta chưa biết gì đến tên tuổi của ông, bởi vì ông cũng sống giống như bao nhiêu người khác vậy đó. Sống chỉ biết tạo ra tiền của tài sản, rồi gia đình mình hưởng thụ, nhưng mà cũng chưa từng bao giờ biết là chi ra để cho đi đâu quý vị. Ông có nuôi rất nhiều đầy tớ, bên cạnh đó có một người đầy tớ ông rất tin tưởng. Một hôm ông bảo người đầy tớ này tên gọi là Phùng Hoang đi đánh đất tiết để đòi nợ. Ông đầy tớ này mới hỏi ông chủ: ơi ông chủ, khi đi đánh đó đòi nợ xong rồi, ông chủ có muốn tôi mua món gì mang về không? Tiền đòi nợ có muốn mua tôi mua gì mang về không? Cái Mạnh Thường Quân nói cái giọng sang chảnh đây nè quý vị. Thì đi đến đó lấy tiền đòi nợ hết ở nơi những người thiếu nợ, đòi lấy đi. Lấy xong rồi cái người cứ thấy nhà ta có thiếu cái gì cứ mua không có sao hết. Nói sang chảnh vậy đó. Lấy tiền xong rồi thấy nhà ta thiếu cái gì cứ mua. Nhưng mà nhà ông giàu, vật chất đâu có thiếu cái gì đâu. Không có thiếu cái gì hết, kho lẫm đầy hết, thực phẩm thức ăn không thiếu gì cả. Cho nên Phùng Quang đi đến nơi đất tiếc, cái tập hợp tất cả những con nợ thiếu nợ Mạnh Thường Quân á, mới nói như thế này: ông chủ Mạnh Thường Quân cho hết số nợ đó rồi, các vị từ đây không cần phải trả nữa, đưa giấy nợ đây, xóa xóa sổ nợ, xé đốt liền nha, cho hết rồi, từ đây sắp tới các vị khỏi trả, và các vị ráng làm ăn siêng năng cần cù để phát triển sự nghiệp, để thoát khỏi cái cảnh nghèo đói nha. Ông chủ ông cho hết rồi, ông không còn đòi nợ nữa đâu, từ đây tới khỏi trả. Nói xong rồi cái Phùng Hoang đi về, sổ nợ giấy nợ gì xé hết rồi, đốt luôn rồi. Mạnh Thường Quân mới hỏi: tiền đòi nợ đâu? Phùng Hoang trả lời: khi tôi đi đòi nợ tôi có hỏi ông chủ cần mua gì mang về, ông chủ có trả lời thấy nhà ông chủ thiếu gì cứ mua đó. Có đúng vậy không? Mạnh Thường Quân nói: đúng, vậy thì ngươi mua cái gì về đưa cho ta coi. Phùng Quang mới trả lời rằng: tôi thấy nhà ông chủ về mặt tiền của vật chất đầy kho đầy lẫm không thiếu gì, nhưng mà chỉ thiếu có nhân nghĩa đạo đức ở đời, cho nên tôi đã vì ông chủ bỏ tiền ra mua nhân nghĩa đạo đức. Nói với các vị mà mắc nợ đó, ông chủ đã cho hết số nợ rồi, tôi lấy tiền đó mua nhân nghĩa đạo đức, họ gửi lời cảm tạ tri ân ông chủ. Nói vậy nha. Cái Mạnh Thường Quân dướng kẹt lời nói rồi, mua cái nhân nghĩa đạo đức, người ta gửi lời tri ân biết ơn, làm thinh luôn, bỏ qua. Xong rồi cái một thời gian sau, cũng khá lâu, Mạnh Thường Quân bị sa cơ thất thế.
Rồi lúc mà xa cơ thất thế phải lưu lạc đến nơi đất tiết, nhưng mà khi ông ta vừa đến nơi, những người dân ở làng này họ đổ xô ra với lòng tôn kính, biết ơn đó. Họ đổ xô ra mời thỉnh người này, mời thỉnh ông, đối xử với ông quá tốt. Lúc mà ông lâm vào cái cảnh nghèo, cảnh cảnh ngộ khốn cùng thì ông mới biết nhân nghĩa đạo đức ở đời như thế nào. Mạnh Thường Quân đứng tuyên bố một câu như thế này nè quý vị: khi xưa Phùng Hoan đã vì ta bỏ tiền ra mua nhân nghĩa đạo đức, ta chưa biết cái nhân nghĩa đạo đức ở đời ra sao, giờ thì ta mới biết rõ. Trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn rơ rơ. Sau khi Mạnh Thường Quân hiểu được cái đạo lý nhân nghĩa ở đời, ông làm ăn kinh doanh phát đạt, ông đem bố thí cúng dường và nổi tiếng luôn tới bây giờ đó quý vị. Vẫn còn tiếng tăm ông Mạnh Thường Quân, phải không? Cho nên con kính khuyên toàn thể quý Phật tử nên nhớ một điều này: dù hôm nay quý vị có ngàn gian nhà rộng thênh thang, cũng nên biết rõ rằng đêm nằm cũng chỉ dài gan là vừa. Tiền muôn bạc vạn thải thừa, cơm ngày cũng có ba bữa cất chừa làm chi. Và kiếp người chẳng khác nào kiếp phù du, kiếp sống phù du chỉ một ngày, kiếp người cũng vậy có ai hay. Giấc mộng đêm qua là tỷ phú, thức giấc giật mình tay trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường, của tiền cất chứa dẫu đầy rương, một cơn gió ác vô thường đến, hần hức ra về trong vấn vương. Dầu ta có quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài thắp nén hương, của tiền vật chất đành bỏ ráo, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải xẻ đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tai miệng mỉm cười. Đức Phật dạy chúng ta chánh mạng đầy đủ ở đây là phải biết cân đối giữa chi và thu. Và điều nào nên chi thì quý vị chi mạnh tay nha, không có tiếc của. Nhưng mà cái trong lúc chi đó thì quý vị cũng phải biết cái thu nhập của mình như thế nào. Nếu mà thu nhập không có được là bao, mà quý vị chi mạnh tay quá, mắc nợ vướng nợ thì sau này sẽ sầu não đó quý vị. Cho nên phải biết cái phần thu vô rồi chia cái ngân khoản ra để mà sử dụng xài. Đừng có cái gì mà lạm phát quá. Cái gì mà lạm phát quá là quý vị sẽ phiền não khổ đau. Cho nên bây giờ tiền của mình thu vô mình biết rồi đó, chia ra làm 4 phần để thọ dụng nha: ăn mặc sinh hoạt hàng ngày, rồi nuôi cha nuôi mẹ, rồi để dành một cái sổ tiết kiệm riêng, rồi cái thứ tư là bố thí cúng dường tạo phước, được không quý vị? Và nếu mà quý vị có được bốn pháp mà nãy giờ con trình bày trích dẫn trong bài kinh tập A Hàm số 91, bài kinh Uất Xà Ca, vì Đức Phật đã nương lời cầu thỉnh của Bà La Môn Uất Xà Ca hỏi về cái phương pháp nào để giúp cho người tại gia sống mà đem lại lợi ích an lạc cho mình ngay trong hiện tại, thì Đức Phật dạy bốn pháp đó. Con xin tóm tắt lại: pháp thứ nhất đó là gì? Phương tiện đầy đủ, phương tiện nuôi sống bản thân bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng và phải siêng năng nỗ lực nữa nghe quý vị, gọi là phương tiện đầy đủ. Thứ hai, thủ hộ đầy đủ, tiền của tài sản mình tạo ra mà tránh để không rơi vào năm nhà thì quý vị cần nên tu phước thiệt nhiều, vì phước chính là tài sản mà bất hoại, mà chúng ta có thể giữ gìn và mang đi bất cứ lúc nào, có thể tái sanh ở đời sau cũng nương vào cái phước đó mà giúp cho chúng ta sống an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại, nhờ cái phước báo đó làm gì thành công đó. Thứ ba là thiện tri thức đầy đủ, và cái vị thiện tri thức ở đây chính là cái sự hiểu biết khéo léo đúng đắn để chuyển hóa bản thân mình trên con đường thiện lành, sống đúng với chánh pháp, xa lìa cái sự phóng túng buông lung, xa lìa cái sự hung hiểm bạo ác, xa lìa cái sự dối trá, phải sống một đời sống chân thật, sống một đời sống hiền thiện. Và cái pháp thứ tư Đức Phật dạy trong bài kinh này đó chính là chánh mạng đầy đủ.
chúng ta phải cân đối về mặt thu chi, phải chia tài sản mà mình thu nhập đó, chia ra làm 4 phần để thọ dụng, và cái điều nào đáng chi vì lợi ích cho tam bảo, vì Phật, lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sanh, quý vị hãy phát bồ đề tâm mạnh mẽ, xả thí cho đi, vì của tiền vốn chẳng bền lâu, phát tâm xả thí để bắt cầu về quê. Còn kính chúc cho toàn thể quý Phật tử thực hành được 4 pháp đó, để người tại gia cư sĩ sống lợi ích và an vui. A Di Đà Phật. Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.